bạn đã quay trở lại về channel YouTube của Phan Công Tơ. Như các bạn có thể thấy trên màn hình của các bạn thì đây là một trong những hình ảnh của tựa game Anthem. Tựa game này thì nó sẽ được ra mắt vào khoảng đó chính là gần một tuần hoặc là hơn một tuần nữa. Tuy nhiên ngày hôm nay mình đã có ở đây để trải nghiệm cho anh em xem trước những hình ảnh của tựa game này, nó để xem thì anh em có cảm nhận như thế nào về tựa game này, cũng như là nó có hay hay không, nó có xứng đáng với số tiền mà anh em bỏ ra để mua tựa game này hay không, thì hãy cùng mình trải nghiệm nhé. Để nói chi tiết một chút về cái tựa game này thì nó sẽ được phát triển bởi BioWare và nó là một trong những thể loại game nhập vai lấy bối cảnh, tức là các bạn sẽ được sống trong một cái thế giới khoa học viễn tưởng và các bạn sẽ phải chiến đấu với những con quái vật ở ngoài hành tinh. Song song với đó thì các bạn cũng sẽ được chơi với những người chơi khác, cũng như là các bạn hoàn toàn có thể mời được bạn bè của các bạn chơi cùng. Sau khi phát hành thì tựa game này thì nó sẽ có ở trên PS4 cũng như là Xbox One và PC. Cái giá khởi điểm thì khi mà các bạn đặt mua thì nó rơi vào khoảng đó chính là 60 đô nha các bạn. Về cái trải nghiệm chơi thì lần đầu tiên khi mà mình chơi trò chơi game này thì mình cứ tưởng nó là ở trong nó sẽ là cái góc nhìn thứ nhất. Tuy nhiên thì thực chất thì các bạn sẽ được chơi ở trong cái góc nhìn thứ ba. Và các bạn sẽ được hóa thân, cũng như là các bạn sẽ được nhập vai và các bạn được mặc một cái bộ áo giáp này. Cái áo giáp này có tên đó chính là Javelin. À mình nhầm một chút, thì cái áo giáp này nó có tên đó chính là Javelin nha các bạn. Cái nhiệm vụ của các bạn cũng rất là đơn giản thôi, thì các bạn sẽ chỉ việc đó chính là tiêu diệt những cái con quái vật ở ngoài tinh, và bạn bè của các bạn thì cũng được mặc một cái bộ áo giáp tương tự như bạn. Tuy nhiên thì có một cái điều mà các bạn cần lưu ý, thì nếu như các bạn đặt trước cái tựa game này ở trên, theo mình nhớ không nhầm, đó chính là ở trên Amazon, thì chúng ta sẽ được nhận một số các combo gọi là độc quyền, cũng như là một cái bộ áo giáp Javelin cực kỳ là hiếm và không có mặt, khi mà không cực kỳ là hiếm cũng như là đẹp mắt hơn so với phiên bản thường này. Về các chế độ chơi thì ở đây chúng ta có thể thấy map các thứ setting ầm cũng rất là nhiều. Và về cái gì rồi? Về cái cách gọi là cái khả năng tái tạo lại hình ảnh đi. Chi tiết đồ họa thì cũng tái tạo rất là đẹp, từ cảnh vật núi rừng rồi cây cối cũng các thứ cũng rất là đẹp, mây mù các thứ này. Các bạn có thể thấy ở đây. Và các các combo, các skin này khi mà chúng ta sử dụng bắn ra cũng rất là đẹp, như cả chân thực cũng như đến chất lượng âm thanh cũng thế. Về cái nhân vật của chúng ta đi thì các bạn có thể thấy thì từ chi tiết các thứ rồi đến cái hiệu ứng đổ bóng cũng rất là đẹp. Và hiện tại mình đang chơi thì ở trên một cái bộ cây thuộc gần như là full tất cả những linh kiện đến từ Asus. Thì cái hiện tượng đó chính là một trong những cái hiện tượng đó chính là hiện tượng lag giật, thì nó vẫn xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên thì mình các bạn cần lưu ý thì đây là một trong những tựa game nó đang ở cái gọi là cái bản thử nghiệm thôi, chứ không phải là bản chính thức. Thế nên thì mình tin chắc rằng nếu như mà khi mà nó ra được cái bản chính thức và thì nó sẽ mượt hơn khá là nhiều. Cái số FPS khi mà mình chơi được thì nó rơi vào khoảng đó chính là từ nó dao động trong khoảng đó từ 35 cho tới 40 FPS và thôi. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là giật cho lắm, các bạn có thể nhìn thấy. Và đấy, đó là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em về cái tựa game Anthem này. Các bạn cảm thấy như thế nào về tựa game này? Đừng quên để lại ý kiến cho mình ở phần bình luận của bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp. À mà đừng quên thì nếu như các bạn muốn sở hữu tựa game này một cách miễn phí thì trong thời gian sắp tới thì các bạn có thể hoàn toàn có thể mua các linh kiện đến từ NVIDIA cũng như là Asus để chúng ta có thể sở hữu cái code của tựa game này một cách miễn phí nhé. Và hết rồi, xin chào anh em.